Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Lâm Đồng xuất khẩu 50 triệu cây giống nuôi cấy mô, giá trị khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, ngành nuôi cấy mô in vitro của Lâm Đồng vẫn còn dư địa phát triển rất lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Chi An, một đơn vị khá quen thuộc với người trồng hoa Đà Lạt, đã và đang tham gia vào một khâu trong quy trình sản xuất củ lily giống Hà Lan. Đây cũng là một bước đi mới giúp cho doanh nghiệp hoa ở Đà Lạt có thể tham gia vào chuỗi sản xuất giống hoa thế giới. Lâu nay các doanh nghiệp hoa Việt Nam thường chỉ dừng lại ở khâu mua củ giống, nhập khẩu về, một phần trực tiếp canh tác, một phần bán lại cho các doanh nghiệp nhỏ và các hộ nông dân. Nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng quy trình sản xuất kho lạnh để lưu giữ củ giống cũ, quay trở lại canh tác lần 2, lần 3. Tuy nhiên, những cành hoa canh tác từ củ giống ngũ đông trong kho lạnh thường ra cây thấp, nhỏ, ít bông, giá trị không cao. Sau 1 đến 2 vụ củ ngũ trong kho lạnh thì củ lily sẽ thoái hóa với mức phải ngừng tiếp tục sản xuất. Thay cho việc tái ngũ đông của hoa lily, Hoa Chi An đã tham dự các quy trình nuôi cấy mô với đối tác sản xuất củ giống lớn của Hà Lan. Công ty đã xây dựng phòng nuôi cấy mô với bốc cấy, đào tạo kỹ thuật viên, tiến hành nhập củ mô giống, sau đó sản xuất củ mô và xuất ngược trở lại đối tác Hà Lan. Củ mô do Hoa Chi An sản xuất được phía Hà Lan cho ngủ trên cánh đồng dưới tuyết trong 2 năm mới ra được củ thành phẩm. Hoa Chi An sẽ mua lại củ thành phẩm của đối tác, chuyển về Việt Nam để trồng và phân phối rộng rãi cho các doanh nghiệp cũng như nông dân trong khu vực. Năm 2023, Hoa Chi An đã trồng thử nghiệm 100.000 củ mô giống và chuẩn bị xuất ngược trở lại Hà Lan.